Hello, xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình và các bạn cùng nhau đi qua nhà những bạn chó cứu hộ để xem những món đồ chơi mới của các bạn chó cứu hộ nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ triệu tập xe ben của mình nha. Đây là chiếc xe ben của mình. Rồi, bây giờ mình sẽ lên chiếc xe ben này. Xe ben sẽ chở mình qua nhà những bạn chó cứu hộ nha. Đi qua nhà những bạn chó cứu hộ thôi các bạn ơi. Let's go. Đi qua xem những món đồ chơi mới của các bạn chó cứu hộ nha các bạn. Hello, xin chào các em chó cứu hộ. Các em ơi, hôm nay anh siêu nhân nhện qua đây chơi với lại các em nè. Hello, anh siêu nhân nhện nha. Anh siêu nhân nhện ơi, tụi em mới lấy về những món đồ chơi mới đó anh siêu nhân nhện. Anh siêu nhân nhện chơi chung với tụi em nha. Wow, lại có những món đồ chơi mới nữa hả? Thích quá đi. Được rồi, bây giờ các em lấy cho anh xem với. Dạ, được rồi. Để bây giờ em sẽ lấy món đồ chơi của em ra cho anh xem nha. Đây là một chiếc xe container chở rất là nhiều xe đua nè anh ơi. Rồi, bây giờ em sẽ lấy món đồ chơi này ra cho anh nha. Wow, Maxo ơi, chiếc xe này đẹp quá Maxo ơi. Chiếc xe đồ chơi mới này của em đẹp quá à. Rồi, có thể mở ra được luôn nè. Hay quá ha. Rồi bây giờ anh sẽ kéo ra thử coi xem nó dài cỡ nào nha. Wow, rất là dài luôn. Rồi, kéo ra. Dài quá Maxo ơi. Rồi, anh coi. Hình như đây là một cái đường đua đó. Dưới này là rất là nhiều xe luôn. Rồi lấy những chiếc xe này ra hết nha. Lấy hết ra nha. Wow, đây nữa nè. Rồi còn bên đây nữa. Chúng ta sẽ lấy những chiếc xe này ra hết luôn. Đây là những chiếc xe đua nha. Muscle có chiếc xe này đẹp quá ha các bạn ha. Rồi còn đây nữa. Ok. Wow, cái đường đua này dài quá các bạn ơi. Rất là dài luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho những chiếc xe đua này vô trong đây nha các bạn. Đây nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhấn ở đây là những chiếc xe đua này hoạt động nha. 3, 2, 1 bắt đầu. Wow. Những chiếc xe đua này chạy được có tới đây thôi. 3, 2, 1 bắt đầu. Wow. Có một chiếc về đích rồi nè. Wow. Chiếc màu trắng này đã về đích rồi nè. Rồi chuẩn bị chưa? 3, 2, 1, bắt đầu. Wow. Những bạn này lăn ra ngoài luôn các bạn ơi. 3, 2, 1, bắt đầu. Hai bạn này thì chạy được có chút xíu rồi các bạn ơi. Chiếc xe của Maxo chơi rất là hay đúng không các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ khám phá đồ chơi khác nha. Các bạn ơi, tiếp theo là đồ chơi của mình. Hãy xem đồ chơi của Rocky nha. Các bạn thấy chưa, những chiếc xe của mình đẹp không? Nó chở theo rất là nhiều xe luôn nè. Rồi, anh siêu nhân nhện ơi, anh hãy mở những chiếc xe này ra xem đi. Được rồi, bây giờ anh sẽ mở ra xem nha. Ở đây là chiếc xe gì đây? Wow, đây là một chiếc xe ô tô chở theo một chiếc xe gì nè. Đây là một chiếc xe xúc các em ơi. Vừa có thể xúc mà cũng vừa có thể gấp luôn các em. Xúc đá nè, xong rồi chúng ta sẽ gấp lại. Có thể gấp gỗ được luôn á. Rồi, để chiếc xe này qua đây. Rồi chúng ta sẽ có chiếc ô tô nè. Chiếc ô tô rất là đẹp luôn nha. Rồi để chiếc ô tô đây luôn. Mở này ra. Rồi cho xe này chạy lên nha các em. In chạy lên. Rồi ok. Để chiếc xe này ở đây nha. Tiếp theo các em ơi, bên đây. Bên đây có chiếc xe gì đây? Wow, đây là một chiếc xe lu hả? Rồi lấy ra coi thử coi. Một chiếc ô tô chở theo một chiếc xe lu. Wow, cái lu này nhìn lạ quá ha. Cái lu này có gai nè các em. Lu nè, lu thử coi. Lu nè các em. Wow. Chiếc xe lu này á chỉ để lu đá thôi các em ơi. Lu đá nha. Rồi in. Xe đồ chơi của Rocky chơi rất là hay đúng không các em. Rồi bây giờ anh sẽ khám phá xe đồ chơi khác nha. Em là Sky. Tiếp theo em sẽ biến ra một bộ đồ chơi rất là đẹp luôn nè. Đây là một bộ đồ chơi đẹp không anh siêu nhân nhện. Bộ đồ chơi này có mang tên là cầu tua công viên nha. Rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ em sẽ lấy bộ đồ chơi này ra xem nha. Đây là những cái phụ kiện để lắp ráp thành công viên cầu tuột đó anh siêu nhân nhện. Rồi anh hãy lắp ráp những cái phụ kiện này lại nha. Ok, để anh lắp ráp lại cho.
Wow, đồ chơi của Sky đẹp quá à. Rất là nhiều món luôn nè. Rồi, lấy ra nha các em. Rất là nhiều món luôn. Rồi, bây giờ anh sẽ lắp ráp lại bộ đồ chơi này cho Sky nha. Rồi các bạn ơi, mình đã lắp ráp xong bộ đồ chơi này cho Sky rồi nè các bạn. Bộ đồ chơi cầu tuột nha. Ở đây chúng ta có những chiếc xe nè. Đây là chiếc xe cẩu múc cát nè các bạn. Xe cẩu múc cát có đôi mắt nhìn đẹp quá ha. Rồi, còn đây, đây là chiếc xe gì đây? Đây là một chiếc xe trộn bê tông nè các bạn. Rồi, còn đây, đây là một chiếc xe ben nha. Rồi, đây là những bạn xe công trình. Mình sẽ cho các bạn này lên đây. Rồi, chúng ta sẽ chơi cầu tuột nha các bạn. Thả xuống nào. Wow, bạn này bị té luôn rồi. Rồi, mình sẽ cho bạn tiếp theo lên nha. Đây là bạn xe trộn bê tông nè. Rồi, chuẩn bị chưa? Tuột nào. Wow. Bộ đồ chơi của bạn Sky chơi hay quá các bạn ơi. Rồi, các bạn này á, mình sẽ cho ra đây nha. Bị té mất tiêu rồi. Rồi, còn bạn này thôi. Đây là bạn xe ben nè. Rồi, xe ben sẽ lên cầu tuột luôn nha. Rồi, chuẩn bị chưa? Tuột nào. Wow. Bộ đồ chơi này chơi hay quá các bạn ơi. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ khám phá bộ đồ chơi khác nha các bạn. Mình là Robo. Tiếp theo mình sẽ cho các bạn xem bộ đồ chơi của mình nha. Đây là một bộ đồ chơi sửa chữa nè các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ra cho các bạn xem nha. Cần nhiều luôn. Wow. Anh xin nhỏ nhẹ ơi, anh lấy ra giùm em đi. Ok em. Được rồi, để anh lấy ra cho. Wow. Bộ đồ chơi của Robo đẹp quá các bạn ơi. Ở đây có rất là nhiều đồ nghề luôn nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đổ ra hết luôn nha. Đổ ra. Wow. Chúng ta có cái gì ở đây nè các bạn. Đây là một cái máy bắn vít. Bấm đây là bắn rồi các bạn. Hay quá các bạn ơi. Ở đây có đổ chế độ hả. Xoay ngược lại nè. Rồi chúng ta đẩy lên là xoay tới nè các bạn. Bấm đây là xoay ngược lại nha. Cái máy bắn vít này hay quá. Rồi khoan thử coi. Wow. Khoan được dưới đất luôn rồi các bạn. Rồi mình để ở đây đi. Còn đây, đây là cái gì đây các bạn. Đây là một cái kìm các bạn ơi. Kìm siết lực nha. Vặn ra các bạn. Rồi chúng ta sẽ vặn vô con ốc á. Đây con ốc nè. Và vặn vô nha. Siết vô nè các bạn. Rồi chúng ta sẽ đẩy con ốc ra nha. Tiếp theo đây là cái gì đây. Đây là cái gì đây. Cái này để kẹp á các bạn. Để cố định một cái vật gì đó đó các bạn. Rồi còn đây là cái cưa nè. Cái cưa nha. Rồi đây là cái kìm nè. Wow, bộ đồ chơi sửa chữa này của Robo đẹp quá ha các bạn ha. Đây là cái thước hả các bạn. Đúng rồi các bạn ơi, đây là cái thước để đo nè. Tiếp theo mình sẽ khám phá bộ đồ chơi của các bạn này nha. Wow, mình là Zuma. Bây giờ mời tất cả các bạn cùng xem đồ chơi của mình nha. Đây là bộ đồ chơi zombie của mình nè. Wow, rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ra cho các bạn và anh siêu nhân nhà cùng xem nha. Wow. Rồi đầu tiên các bạn ơi, ở đây có một bạn là bạn Supler nha. Rồi mình sẽ cho ra đây. Đứng chung quay lại bạn củ cải nè. Rồi tiếp theo đây, đây là một bạn zombie. Rồi cho ra đây luôn. Đẹp quá các bạn ơi. Rồi tiếp theo đây là một cái cánh cổng rồi các bạn. Cánh cổng này nhìn tuyệt bí quá ha. Có một bạn tuyệt bí ở trên này nè. Rồi theo đây là một bạn gì đây. Một bạn cây ăn thịt các bạn ơi. Cây ăn thịt nè. Rồi cho bạn cây ăn thịt ở đây đi. Cho bạn cây ăn thịt đó nha. Rồi tiếp theo đây là một cái gì đây. Cái này đẹp quá các bạn ơi. Rồi mình lấy ra nha. Ở đây có những cái viên đạn xốp rồi nè các bạn. Lấy những viên đạn xốp ra gắn vô nha các bạn. Xong rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ bắn thử nha các bạn. Rồi bắn cái cổng nha. Rồi bắn đó. Đổ cái cổng luôn các bạn ơi. Rồi tiếp theo mình sẽ gài đạn tiếp nha. Cho một viên đạn xốp vô nè. Rồi nhắm vô. Rồi mình sẽ nhắm bạn bạn nào đây. Ở trên này có một bạn zombie nè các bạn. Rồi mình sẽ bắn bạn zombie này nha. Bum. Wow. Cái này chơi hay quá các bạn ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khám phá bộ đồ chơi của Jay nha. Wow, mình là Jay. Bây giờ mời tất cả các bạn cùng xem món đồ chơi của mình nha. Đó,
đây là bộ đồ chơi cá mập của mình nè, rất là đẹp đúng không các bạn? Anh siêu nhân nhà ơi, anh hãy khám phá bộ đồ chơi cá mập này đi. Wow, bộ đồ chơi cá mập này đẹp quá trời ơi. Oh, có những chiếc xe ở đây nè. Oh, trên đây có những cái nút nhấn nè. Rồi, anh sẽ bấm thử coi. Wow, chớp đèn luôn nè. Đẹp quá à. Rồi, bây giờ anh sẽ lấy những chiếc xe này ra coi nha. Đây, mở dưới này ra nè. Rồi, đổ ra. Wow, bấm vào đây á, vừa có đèn mà vừa có âm thanh luôn. Rồi, những chiếc xe này á các bạn, mình sẽ bỏ lên đây nè các bạn. Bỏ lên đây nè, cho chiếc xe này chạy nha. Chạy ra đây nè các bạn ơi. Wow, bạn cá mập này chơi hay quá ha. Rồi, mình sẽ bỏ tiếp vô nha. Rồi, mình đứng ra chờ. Chiếc xe rớt ra nữa nè các bạn. Chạy ra từ miệng cá mập nè. Rồi, cho hai bạn luôn nha. Mình sẽ cho hai bạn cùng lúc luôn. Rồi, để đây. Rồi, các bạn ra đây coi nha. Hai chiếc chạy ra luôn nè các bạn ơi. Rồi, tiếp theo cho hai chiếc nữa nha. Chúng ta còn hai chiếc nữa nè. Rồi, cho vô luôn nha. Rồi, ra đây coi nè các bạn. Chạy xuống nè. Wow, hai chiếc chạy ra luôn rồi các bạn ơi. Bộ đồ chơi cá mập này của Trey chơi hay quá ha các bạn ha. Rồi các bạn ơi, nãy giờ chúng ta đã khám phá rất là nhiều bộ đồ chơi của các bạn chó cứu hộ đúng không các bạn? Nhưng mà bây giờ giờ cũng đã trưa rồi, mình cũng phải về nhà ăn cơm, học bài và làm bài tập nữa. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha.